Anh chị và các bạn thân mến, ông cha ta có câu an cư lạc nghiệp, ý chỉ nói là khi người ta đã có một nơi ở để an ổn thì người ta sẽ có thể vững tâm để phát triển sự nghiệp. Và có thể nói căn nhà là một nỗi niềm của rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ khi mong muốn được sở hữu một căn nhà. Và nhiều người khi đã sở hữu được rồi lại cũng có những cái nỗi niềm riêng. Và ngày hôm nay thì mời anh chị và các bạn hãy cùng đến gặp một vị khách hàng của chúng tôi, xem vị khách hàng này đang có cái sự băn khoăn, trăn trở gì với căn nhà, một tổ ấm tương lai của mình. Alo, xin chào chị Mai ạ. Rất vui được kết nối với chị Mai trong chương trình tư vấn và hoạch định tài chính cá nhân của AZFIN Việt Nam. Alo, xin chào AZFIN. Cảm ơn AZFIN đã lựa chọn và cho mình cơ hội được tham gia chương trình tư vấn tài chính cá nhân hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn chị Mai đã dành thời gian cho chúng tôi. Và để tiện cho thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay thì chị Mai có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về bản thân cũng như mong muốn của chị khi tham gia buổi tư vấn ngày hôm nay không ạ? Xin chào các bạn khán thính giả, mình là Mai. Hiện tại thì mình 30 tuổi và mình chưa lập gia đình. Quê mình ở ngoại thành Hà Nội, ở Phúc Thọ. Thông qua cái chương trình hoạch định tài chính cá nhân ngày hôm nay thì mình có một số cái băn khoăn mong được AZFIN giải đáp. Đầu tiên là mình đang có một cái căn nhà 4,8 tỷ. Đang cái số tiền để mua căn nhà này thì nó do mình và bố mẹ mình góp. Hiện tại thì nó đang chung một cái phần vốn của mình khá là lớn, nên là mình cũng không biết là mình nên bán hay là giữ cái căn nhà này. Cái băn khoăn thứ hai đó là tiền dư mỗi tháng của mình thì nó cũng kha khá, thì mình không biết là có nên đầu tư hết vào chứng khoán hay là không. Thì rất là mong AZFIN có thể giải đáp và cho mình những cái phương hướng để mình có thể cơ cấu cái tài sản của mình sinh lời tốt nhất. Cảm ơn chị Mai đã cung cấp những thông tin ạ. Và không để chị Mai chờ lâu hơn nữa thì xin mời chị Mai cùng các vị thính giả, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của buổi tư vấn ngày hôm nay. Vâng, và đầu tiên chúng ta hãy cùng đi vào bảng cân đối kế toán để xem kết cấu tài sản và nợ của chị Mai ra sao. Nhìn vào bảng cân đối kế toán của chị Mai thì chúng ta có thể thấy là tổng tài sản của chị Mai cũng ở mức tương đối khá là lớn so với một người ở độ tuổi 30 như chị Mai. Và hiện tại thì hầu như là chị Mai đang không có khoản nợ nào ngoài khoản nợ thẻ tín dụng. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi từ trên xuống từ bên tài sản để xem chị Mai đang có một cái số khoản tôi muốn làm rõ thêm. Ví dụ như khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của chị Mai đang là khoản nào ạ? Cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ý thì mình đang đầu tư vào trái phiếu với kỳ hạn là 9 tháng rồi ạ. À vâng ạ. Vậy tiếp theo là ở mục nhà ở. Đây cũng là cái băn khoăn của chị Mai rất lớn ở trong buổi tư vấn ngày hôm nay. Thì chị Mai có thể nói rõ hơn về mục nhà ở này của mình không ạ? Cái nhà ở này thì là 4,8 tỷ. Thì mình số vốn của mình là 2 tỷ. Còn bố mẹ mình thì cho mình 2,8 tỷ. Thì mình lưu ý một chút đó là do cái tính chất công việc của mình đợt gần đây thì mình được điều chuyển xuống dưới Bắc Ninh, nên là mình ở dưới đó trong một cái khu công nghiệp dành cho công nhân viên thì nó cũng hạn chế cái chi phí của mình. Thì mình cái căn nhà mà mình đang ở, mình mua ngày xưa 4,8 tỷ thì mình cho mọi người thân thuê và mình sẽ ở bên ngoài. Vâng ạ, và đây là lý do mà chị Mai là cảm thấy là mình đang không sử dụng và bị chôn vốn đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, cái tài sản rất là lớn trong cái cơ cấu tài sản của chị Mai. Và chúng ta sẽ đi sang về phần nợ thì tôi thắc mắc một điều là vay mua một căn nhà với trị giá lớn như vậy mà chị Mai không cần phải vay mà mình lại tồn tại một khoản nợ thẻ tín dụng là như thế nào ạ? Tháng trước, cái khoản đó là tháng trước mình có mua sắm một số cái thiết bị cho gia đình, cho bố mẹ mình như tivi, tủ lạnh. Và hôm đó thì mình được một bạn nhân viên tư vấn là mình thanh toán bằng thẻ tín dụng thì mình sẽ nhận được ưu đãi là còn 51 triệu. À, nhưng mà cái khoản này mình nghĩ là cũng không đáng lo, bởi vì là mình ở bên khoản vốn tiền mặt của mình thì mình cũng có khoảng 50 triệu nên là nó sẽ bù vào. À, vâng, về cái khoản này thì chị Mai chỉ là tạm thời thanh toán để hưởng ưu đãi thôi, còn mình đã có tính toán trong cái khả năng là mình hoàn toàn có thể chi trả được rồi đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế thì từ cái kết cấu tài sản và nợ của chị Mai thì chúng tôi có đưa ra về 4 cái lưu ý để chị Mai nắm rõ hơn về tình hình tài sản và nợ của mình. Thì chúng tôi đánh giá nhận thấy là về cái tài sản thanh khoản của chị Mai, tức là cái phần tài sản ngắn hạn đấy ạ,
chị Mai đã có khoản tích lũy rất là tốt, và thường thì những cái khoản này sẽ để dùng cho cái việc cái quỹ dự phòng khẩn cấp. Và cái quỹ dự phòng khẩn cấp này thì thường sẽ được dự trữ là từ 3 tới 12 tháng chi tiêu thiết yếu. Ở đây thì chị Mai đã có một khoản dự trữ vượt xa hơn rất nhiều so với cái tỷ lệ nên có bình thường, đó là 31 tháng. Thì một cái ưu điểm của việc này đấy là chị Mai sẽ có một cái khoản tích lũy rất là an toàn cho những cái việc trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên thì khi mà mình có một cái lượng tiền lớn quá so với cái mức cần thiết thì nó sẽ gây đến cái lãng phí nguồn lực của chị Mai. Cụ thể đây là về tiền. Thì với cái việc mà mình đầu tư ngắn hạn dưới 1 năm, nó sẽ cho cái lợi suất nó sẽ không thể tốt bằng việc mà mình đầu tư vào những cái kênh tài sản sinh lời trong dài hạn. Vì vậy là chị Mai cần xem xét để mình có thể rút ngắn cái khoản này xuống phù hợp với cái tình hình về tài chính, cái mức độ ổn định thu nhập của chị. Và cái phần này thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái khuyến nghị cụ thể ở phần cuối cùng, sau khi chúng ta đi qua được tổng quan về cái bức tranh tài chính của chị Mai. Về tiếp theo là cái khoản mục 2 và mục 3, nó nói đến là về nợ. Thì chúng ta có thể thấy rằng là chị Mai là một người có cái tiềm lực tài chính khá là tốt. Và vì vậy ở cái phần là tỷ lệ nợ trên tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu của chị Mai đang ở mức rất thấp. Và khi cái khoản nợ trả thẻ tín dụng này được thanh toán thì cái tỷ lệ này sẽ trở về không. Và cái ưu điểm của việc này thì chắc chắn là chị Mai sẽ không cảm thấy áp lực về nợ nần hay là về cái dòng tiền khi mà mình có một cái khoản nợ phải thanh toán hàng tháng. Rất là chúc mừng chị Mai ở điểm này ạ. Tuy nhiên có một điểm rất đáng lưu ý ở trên bảng cân đối kế toán của chị Mai, đó là về tỷ lệ tài sản đầu tư trên tài sản tiêu dùng của mình đang ở mức rất thấp, chỉ là 0%. Do hiện tại hầu như là mình đã dùng toàn bộ nguồn lực tài chính của mình vào để mua căn nhà ở. À vâng, chỗ này mình sẽ lưu ý bạn ạ. Vâng, như vậy thì chúng ta đã đi qua phần bảng cân đối kế toán. Và tiếp theo xin mời chị Mai cùng anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tới phần bảng kết quả kinh doanh. Vâng, chúng ta đang đi tới bảng kết quả kinh doanh. Chị Mai và anh chị hãy thử tưởng tượng là mỗi chúng ta như là một doanh nghiệp mà bản thân chúng ta kiêm rất nhiều vị trí trong cái doanh nghiệp đó, từ chức vụ rất cao, ví dụ như là tổng giám đốc, hay cho đến kế toán, hay thậm chí chính mình là cái người nhân công lao động để kiếm doanh thu. Rồi mình cũng chính là cái người mà thu lại được lợi nhuận và đưa vào túi mình. Vì vậy là xem xét cái bảng kết quả kinh doanh để xem doanh nghiệp của chính bản thân mình đang hoạt động có tốt không, có sinh lời tốt không. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi xem là doanh nghiệp là bản thân chị Mai với những cái khoản thu và chi phí như thế nào, có thể sinh ra lợi nhuận như thế nào trong 1 năm ạ. Nhìn vào bảng kết quả kinh doanh này thì chúng ta thấy rằng là nguồn thu nhập của chị Mai sẽ đến từ công việc chính là lương và thưởng, cũng như là khoản thu nhập từ cho thuê. Còn chi phí thì là bao gồm chi phí sinh hoạt thường xuyên, chi phí tiêu dùng khác và khoản chi phí khấu hao. Như vậy thì nhìn xét trên cơ cấu bảng kết quả kinh doanh thì chúng ta có thể thấy rằng lương và thu nhập từ công việc chính của chị Mai đang chiếm phần tỷ trọng rất là lớn trong cái bảng kết quả kinh doanh. Thì chị Mai có thể chia sẻ một chút về cái công việc của mình đang làm được không ạ? Hiện tại thì được, trước đây thì mình làm trong một công ty, thì mình phải làm trên Hà Nội, nhưng mà sau một thời gian thì công ty có chi nhánh Bắc Ninh nên là mình được điều chuyển xuống dưới Bắc Ninh làm việc. Và ở trong đó thì có một cái khu công nghiệp dành cho cán bộ công nhân viên ở trong đó luôn, nên là mình sẽ ăn ngủ nghỉ ở trong đó, và nên là buổi tối mình cũng hạn chế đi chơi ra ngoài, nên là mình tiết kiệm một khá là nhiều cái khoản chi phí mà mình cho dành cho hoạt động vui chơi giải trí. Từ chia sẻ của chị Mai thì chúng ta thấy được toàn cảnh về cái bảng kết quả kinh doanh của chị Mai luôn đúng không ạ? Đó là nguồn thu thì phải nói là cao hơn rất nhiều so với mặt bằng trung bình, và cái chi phí của chị Mai chi ra thì rất là khiêm tốn so với cái mức thu nhập mà chị Mai có được. Vì vậy là cái lợi nhuận mà chị Mai thu được trong 1 năm nó rất là khả quan, và chúng ta có thể thấy được thông qua 3 cái chỉ tiêu đánh giá. Đó là về phần thu nhập từ lương của chị Mai cao gấp 6 lần mức trung bình. Và cái mức trung bình này thì chúng tôi lấy từ GDP đầu người Việt Nam năm 2022 là khoảng 78 triệu đồng trên một người. Và cái mức thu nhập của chị Mai là 480 triệu đồng một năm, thì gấp khoảng 6 lần so với mức trung bình ạ. Và cái khoản thu nhập này thì cũng là chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong cái phần nguồn thu của chị Mai. Ngoài ra thì chị Mai có nguồn thu nhập từ cho thuê. Và cái nguồn thu nhập từ cho thuê này có phải là từ thuê căn nhà mà chị Mai đã nói không ạ? Đúng rồi đó. Thì căn nhà này thì mình cho một cái người cho người thân ở dưới quê mình thuê. Thì căn nhà này nó cũng xuống cấp rồi, nó khoảng 2 tầng. Và mình cho thuê với giá là khoảng 5 triệu một tháng, tương ứng là 60 triệu một năm. Vâng ạ, thì cũng nhờ căn nhà này mà mình cũng có một nguồn thu nhập khác bổ sung. Nó thể tạo ra cái dòng thu nhập thụ động cho chị Mai cũng rất là tốt ạ. Vâng, tuy nhiên thì tôi có một điểm lưu ý như sau. Đó là một điểm chúc mừng chị Mai nữa, đó là cái tỷ suất, hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của chị Mai là khá là tốt. Đó là chúng tôi xem xét đó là lấy lợi nhuận. Chị Mai có thấy dòng lợi nhuận là 400 triệu không ạ? Mình đang xem ạ. Vâng, chúng tôi lấy chỉ tiêu này chia cho trên cái tài sản mà chị Mai đang sở hữu là khoảng 5 tỷ. Vậy là nó ra một cái tỷ suất sinh lời đó là khoảng gần 8%. Thì chúng tôi đánh giá đây là một mức sinh lời khá là tốt. Tuy nhiên thì nó lại dựa trên phần chính là cái phần thu nhập chủ động của chị Mai. Nếu như cái lợi suất này mà có thể sinh lời trên cái tài sản đầu tư, là cái tài sản mà chị Mai có thể thu được cái nguồn thu nhập thụ động, thì sẽ là rất là tốt. Và với điểm này thì chúng tôi hy vọng là chị Mai sẽ lưu ý để mình có cái phương hướng để xây dựng tài sản của mình trong tương lai ạ. Ngoài ra thì một điểm đáng lưu ý nữa, đó là mặc dù tài sản của mình khá là lớn, tuy nhiên thì cái khả năng tạo dòng tiền thụ động từ cái tài sản của mình thì rất là thấp. Nó chỉ có tỷ suất là 1,25% thôi. Và cái phần này thì nó được sinh lời từ cái khoản mà mình cho thuê nhà. Thì cái điểm này tôi có lưu ý một chút, đấy là do căn nhà của mình là nhà đất, phải không ạ? Và cái khu vực mà nhà mà chị đang sở hữu thì dân sinh có đông đúc không ạ? Cái khu mà mình đang ở, mình cho thuê thì dân sinh nó khá là đông đúc và mọi cái tiện ích thì nó khá là phù hợp. Vâng, cái tỷ suất cho thuê này thì tôi đánh giá cũng khá là phù hợp với cái mức chung trên thị trường. Bởi vì cái loại hình nhà đất cho thuê thì sẽ có tỷ suất sinh lời từ 1,5 đến 2,5% một năm. Cái tỷ suất sinh lời này thì nó thấp hơn hẳn so với chung cư. Tuy nhiên thì nhà đất sẽ có một cái lợi thế là sẽ có được tăng giá trong tương lai. Và không biết là khu vực chị Mai mua đất đó thì khoảng 5 năm trở lại đây thì chị có biết cái mức tăng giá đất ở vùng đấy như thế nào không ạ? Mình đi làm ấy nên là mình cũng không có nhiều thời gian để mình theo dõi, thì chắc là tầm 5 năm gần đây thì cái mức tăng của nó khoảng 4 đến 5 lần bạn ạ. Vâng, với cái mức tăng 4 đến 5 lần trong khoảng 5 năm qua thì đây cũng là một mức tăng rất là tốt. Và đây cũng là một điểm lưu ý để cho chị Mai xem xét để đưa ra cái quyết định là mình nên giữ hay là bán cái bất động sản này chị Mai nhé. Cảm ơn bạn. Vâng, và như vậy thì chúng ta đã đi xong về phần bảng kết quả kinh doanh. Và để xem là tình hình từ cái kết quả kinh doanh này đến cái dòng tiền thực tế của chị Mai như thế nào, thì mời anh chị và các bạn và chị Mai chúng ta hãy cùng đi sang bảng lưu chuyển tiền. Vâng, và chúng ta đang đi đến bảng lưu chuyển tiền. Bảng lưu chuyển tiền này thì nó sẽ loại trừ những cái hạng mục như là thu nhập và chi phí mà không tham gia thực sự vào cái dòng tiền thực tế trong đời sống của chị Mai. Ví dụ như khoản tăng giá bất động sản chẳng hạn. Cái khoản tăng giá bất động sản đó, nếu như chị Mai chưa bán bất động sản thì sẽ cái khoản tăng giá đó sẽ được loại trừ ở trong bảng lưu chuyển tiền. Hay chẳng hạn như cái khoản mục khấu hao mà chúng ta có thể thấy ở bảng trước thì tại bảng này sẽ không còn nữa, bởi vì cái khoản khấu hao đó thì không phải là một cái khoản mà chúng ta phải trừ đi chi phí thực tế, mà chúng ta chỉ xem xét là cái khoản chi phí khấu hao đó làm giảm trừ đi cái thu nhập của chúng ta trong năm đó là bao nhiêu thôi ạ. Và tại cái bảng lưu chuyển tiền của chị Mai hiện tại thì chúng ta có thể thấy là nó không khác nhiều so với bảng kết quả kinh doanh ở bên kia, ngoại trừ cái việc mà loại đi cái hạng mục là khấu hao, thì gần như là các hạng mục nó giữ nguyên, và cái dòng tiền dòng thực tế của chị Mai một năm và cái là lên tới 420 triệu. Và cái dòng tiền dòng này không biết là chị Mai có đoán được nó là gì không ạ? Bạn ơi, cái số 420 thì mình áng nó khoảng là số tiền tiết kiệm của mình hàng năm, thì đây có phải số tiền mình tiết kiệm được trong một năm đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, chính rất là chính xác chị Mai ạ. Cái dòng tiền dòng này cho thấy là thực tế là cái số tiền tiết kiệm thực tế của chị Mai đạt được. Và đây cũng chính là cái chỉ tiêu thứ 3 ở trong phần đánh giá mà chúng tôi muốn đưa đến chị Mai. Đó là cái dòng tiền dòng trên cái tổng thu nhập của chị Mai rất là cao, lên tới 78%.
Và nếu như sau này mà chị Mai vẫn tiếp tục duy trì được cái tỷ lệ này thì tôi tin chắc rằng sẽ không lâu sau đó thì chị Mai có thể tiến tới tự do tài chính rồi ạ. Và mình chỉ cần thêm một cái bước nữa đây là mình tập trung vào đầu tư vào những cái tài sản tài chính để có thể đem lại cho mình cái dòng tiền và tăng trưởng tài sản tốt hơn. Thì chị Mai chắc chắn cái đích về tự do tài chính của mình sẽ rất là gần thôi ạ. Ồ, chỗ này thì nếu bạn tư vấn cho mình nhá. Vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Và ở từ cái bảng lưu chuyển tiền này thì chúng ta sẽ thấy được ra những cái chỉ tiêu khác nữa. Đó là cái tỷ lệ thu nhập chủ động so với chi phí thiết yếu của chị Mai cũng là rất là tốt. Tỷ lệ này thì cho tới là 500%. Tức là cái thu nhập chủ động của chị Mai gấp 5 lần chi phí thiết yếu. Đây là một cái tỷ lệ rất là tốt và hy vọng là chị Mai vẫn sẽ tiếp tục duy trì tập trung vào cái công việc để nâng cao thu nhập của mình và tránh rơi vào cái lạm phát lối sống, có nghĩa là mình tăng chi tiêu khi tăng thu nhập để mình có thể tiếp tục duy trì được cái tỷ lệ này chị Mai nhé. À vâng, cảm ơn bạn. Và một điểm cũng rất là chúc mừng chị Mai, đó là chị Mai có cái tỷ lệ thu nhập bị động so với chi phí thiết yếu, mặc dù thì nó cũng không cao được như thu nhập chủ động nhưng mà nó cũng đang khá là tốt. Đó là ở mức 63%. Chị Mai tưởng tượng là khi mà lên cái tỷ lệ lên tới 100% thì mình có thể không cần làm việc mà chị Mai vẫn có cái nguồn thu nhập để đáp ứng cho mình những cái chi phí thiết yếu ạ. Và khi mà cái tỷ lệ này mà lên tới 200 hay 300% hay thậm chí như 500% như cái tỷ lệ thu nhập chủ động của chị Mai ở phía trên thì mình hoàn toàn có thể tự tin rằng chị đã bước tới cái giai đoạn tự do tài chính rồi ạ. Và một điểm cũng rất là chúc mừng chị Mai, đó là cái tỷ lệ trả nợ trên tổng thu nhập của chị Mai bằng không, do mình đã không có cái khoản nợ nào hết. Ừ thì cái mình cũng là một người khá là ngại đi vay với nợ lần nên là mình rất là hạn chế những cái khoản vay nợ. Vâng, như vậy thì chúng ta cũng đã kết thúc về thông tin về bảng lưu chuyển tiền. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đến phần để đánh giá về sức khỏe tài chính của chị Mai hiện tại như thế nào ạ. Vâng, và chúng ta đang có một chiếc tháp 5 cấp độ đánh giá về sức khỏe tài chính. Thì chị Mai hãy thử dành ra ít phút để đọc xem và đánh giá xem là mình đang ở cấp độ mấy ạ. Ok bạn đợi xíu nhé, mình đang đọc. Như mình có chia sẻ thì mình nghĩ là mình đang ở mức ổn định, bởi vì là mình đã đạt điều kiện ở cấp mức độ đảm bảo an toàn. Và 5 năm trước ấy thì mình có trang bị cho mình một cái bảo hiểm nhân thọ nên là mình nghĩ là ổn định, đúng không ạ? Rất là tốt. Theo thông tin chị Mai cung cấp thì chúng tôi chưa ghi nhận được đó là chị Mai đã có bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà nhân đây thì chị Mai đã chia sẻ thông tin thì đúng theo những cái điều kiện của cái các cấp độ sức khỏe tài chính này thì chị Mai đã lên tới mức độ ổn định rồi ạ. Và rất là chúc mừng chị Mai đã xây được cho mình ba cái nền tháp này rất là vững chắc. Và mục tiêu tiếp theo về tài chính của mình là mình đang sẽ tiến tới, đó là xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động làm sao để đáp ứng đủ chi phí thiết yếu. Chị còn nhớ cái tỷ lệ 63% vừa rồi không ạ? Có, mình có nhớ ạ. Vâng, thì cái mục tiêu của mình sẽ nâng từ số 63% đó lên tới 100%. Và nếu đạt được điều đó thì tức là chị đã lên tới được cấp độ linh hoạt rồi ạ. Tôi nghĩ thì cái mục tiêu đó sẽ không còn xa nữa đâu ạ. Ok, cảm ơn bạn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đi đến những cái điểm đánh giá tổng quan về sức khỏe tài chính của chị Mai. Và chúng ta sẽ đưa ra những cái định hướng theo mong muốn của chị Mai dựa trên tình hình sức khỏe tài chính của chị Mai ạ. Về đánh giá tổng quan sức khỏe tài chính của chị Mai thì chúng ta có 5 điểm như sau. Đầu tiên đó là về cấp độ sức khỏe tài chính của chị Mai thì mới ghi nhận ở đây đó là chị Mai đã đạt được cấp độ ổn định về tài chính. Điểm thứ hai đó là tài sản dòng của chị Mai ở mức tương đối cao với một người độc thân và còn khá trẻ như chị Mai, đó là hơn 5 tỷ. Nhưng một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý với nhau đó là chị Mai chưa có tài sản đầu tư thực sự. Điểm thứ ba đó là cái danh mục tài sản của chị Mai thì đang tập trung một phần rất là lớn, chiếm tới 95% vào một bất động sản nhà ở. Điểm thứ tư đó là thu nhập của chị Mai đến từ lương rất là tốt và chị Mai cũng có đa dạng được cái nguồn thu của mình, đó là từ cho thuê. Tuy nhiên thì đây cũng là giải pháp tạm thời chứ không phải là một cái phương hướng lâu dài. Vì vậy là chị Mai cần phải lưu ý đó là tăng cái phần thu nhập thụ động của mình lên và đa dạng được các nguồn thu của mình ạ. Và điểm thứ năm đó là cái tiền thặng dư hàng tháng của mình thì khá là lớn và chưa biết phân bổ đầu tư như thế nào.
Vâng, đó là toàn bộ những cái điểm đáng lưu ý về sức khỏe tài chính của chị Mai chúng tôi rút ra được từ những cái thông tin chị cung cấp, thì không biết là chị Mai cảm nhận thế nào về những cái thông tin này ạ? Đến cái bước này thì mình rất là cảm ơn Ezefin đã cho mình cái bức tranh tổng quan. Trước đây thì mình cũng chỉ nhận thức ra những cái chi tiết rất là manh mún thôi. Nên là thông qua cái bức tranh tổng quan này thì mình cũng đã xác định ra được những cái lỗ hổng mà mình cần phải sửa, cần phải thay đổi. Vâng, và từ những cái điều này thì chúng tôi sẽ đưa ra một số cái định hướng và giải pháp cho chị Mai như sau ạ. Đầu tiên, đó là như đã trao đổi ở bảng cân đối kế toán, đó là phần tài sản thanh khoản của chị Mai để dùng cho quỹ dự phòng khẩn cấp thì đang ở mức dư thừa khá là lớn. Vì vậy là chúng tôi đề xuất là chị Mai sẽ rút bớt cái khoản tiền từ cái phần này xuống chỉ còn từ 30 đến 50 triệu đồng, là tương đương với khoảng 3 đến 5 tháng chi tiêu thiết yếu. Phần còn lại thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đầu tư dài hạn để có thể có cái khoản và cái mức sinh lời tốt hơn. Điểm thứ hai, đó là vì nguồn thu nhập chính từ công việc của chị Mai đang rất là tốt và cao, và chị Mai cũng đang ở độ tuổi còn khá trẻ, cho nên là chúng tôi đề xuất là chị Mai sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào phát triển công việc, không nên đặt nặng về vấn đề đầu tư quá nhiều ở giai đoạn này, bởi vì cái việc tăng thu nhập của chị Mai trong giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn với việc là chúng ta dành thời gian, công sức vào cái lĩnh vực mới mà chúng ta chưa thành thạo bằng cái công việc chuyên môn. Và cái việc mà tăng thu nhập sẽ giúp chúng ta có xây được một cái nền tảng về tài chính vững chắc. Từ đó là giúp cho cái việc mà sau này khi mà đã có cái khối tài sản lớn hơn rồi thì cái việc đầu tư sinh lời nó sẽ có cái hiệu quả rõ rệt hơn so với cái việc là mình tập trung vào cái việc đầu tư hiện tại mà cái tài sản của mình chưa lớn. Chị Mai có hiểu ý tôi về phần này không ạ? Cảm ơn bạn, chỗ này mình đã hiểu. Vâng, điểm thứ ba mà chúng tôi muốn lưu ý chị Mai, đó là cái băn khoăn của chị là cái tiền thặng dư của mình mỗi tháng cũng khá là nhiều và đang băn khoăn là không biết nên có phân bổ như nào, có nên đầu tư hết vào chứng khoán hay không. Thì dựa vào cái tình hình tài chính của chị Mai đã phân tích ở trên, đó là chúng ta cần phải hướng đến để xây dựng được cái nguồn thu nhập thụ động lớn hơn và từ cái tài sản đầu tư tài chính dài hạn. Vậy là chúng tôi đưa ra cái hướng đó là chị Mai hãy phân bổ cái nguồn tiền này của mình vào những cái loại hình sau, đó là hãy tích sản một cổ phiếu nhận cổ tức, và chị Mai có thể tăng cái tiền để mua cổ phiếu lên. Với cái loại hình cổ phiếu trả cổ tức cũng như là trái phiếu này thì chị Mai sẽ tăng được cái dòng thu nhập thụ động của mình. Ngoài ra, để vì một cái mục tiêu dài hạn hơn, đó là tăng trưởng tài sản của mình, thì chị Mai nên tích sản cổ phiếu và những cái loại hình cổ phiếu tăng trưởng. Và cái việc tích sản này như thế nào thì tôi muốn giới thiệu tới chị Mai, đó là cái cộng đồng tích sản cổ phiếu của AZFIN Việt Nam. Tại đây thì chúng tôi có đưa ra những cái danh mục cổ phiếu là khoảng 30 cổ phiếu và được cập nhật theo hàng tháng. Thì không biết là chị Mai đã từng nghe đến cộng đồng tích sản cổ phiếu của AZFIN chưa ạ? Cái này thì mình sẽ tìm hiểu thêm, bởi vì mình cũng có nghe qua một số, mình có xem theo dõi AZFIN thì mình cũng có biết tới cái phương pháp tích sản cổ phiếu này. Thì ở trước đây những cái mã mà mình thì mình mua trái phiếu bởi vì nó là an toàn, nên là mình chắc là mình sẽ tham khảo cái cộng đồng tích sản này, vì mình cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu, với số vốn mình bỏ ra hàng tháng thì nó cũng có một khoản ấy ạ. Thì mình sẽ nghiên cứu thêm, cảm ơn bạn đã thông tin. Tôi nghĩ là với những cái người đi làm một cái công việc mà có thu nhập, có công việc chuyên môn như chị Mai, thì việc tham gia và thực hành và thực hiện tích sản theo cộng đồng tích sản cổ phiếu là rất là phù hợp. Và sau buổi ngày hôm nay thì rất là hy vọng chị Mai sẽ dành thời gian để tìm hiểu và theo dõi, và rất là chờ đón và chào mừng chị Mai để tham gia vào cộng đồng tích sản ạ. Cảm ơn bạn. Vâng, và điểm cuối cùng, đó là băn khoăn của chị Mai là mình nên bán nhà hay giữ nhà, phải không ạ? Vậy thì trước khi đưa ra cái định hướng thì tôi muốn hỏi thêm thông tin, đó là chị Mai có kế hoạch như thế nào trong cái việc kết hôn và sinh sống trong 3 năm tới ạ? Thì mình hiện tại 30 tuổi, mình cũng nghĩ là bố mẹ mình cũng khá là giục mình rồi, nên là mình nghĩ là trong vòng 1 năm tới thì mình sẽ nghĩ đến chuyện lấy chồng, kết hôn. Nhưng mà mình vẫn có một cái băn khoăn rất là lớn, đó là mình chưa biết là mình sẽ sử dụng cái căn nhà này vào mục đích gì. Thì bởi vì là nếu mà mình ở cái căn nhà này thì mình sẽ không có nhiều tiền để mình đầu tư, và nếu mà bán ấy thì nếu mà bán thì sau này mình mua thì rất là khó, bởi vì là bất động sản ngày càng tăng, nên là rất là mong AZFIN có thể là đưa ra cho mình cái định hướng được không ạ?
Dạ vâng, tôi muốn hỏi thông tin về kế hoạch sinh sống của chị Mai trong 3 đến 5 năm nữa, bởi vì tôi nghĩ đây là yếu tố then chốt để cho chị Mai đưa ra sẽ quyết định là mình ở hay không ở căn nhà này, và nó ảnh hưởng tới cái quyết định là bán hay giữ. Nếu trong trường hợp mà chị Mai không ở thì tôi có đề xuất là mình có thể chuyển từ tài sản tiêu dùng sang tài sản đầu tư, và chị sẽ coi bất động sản này là một tài sản đầu tư của mình. Vì vậy là sẽ giải tỏa được cái tâm lý đó là mình bị chôn vốn ở một cái tài sản là nhà ở. Và ngoài ra thì như chị Mai đã chia sẻ là trong khoảng 5 năm trở lại đây, nghĩa là từ năm 2016-17 đúng không ạ, thì cái mức tăng của bất động sản này là khá là tốt, là từ 4 đến 5 lần. Tuy rằng thị trường bất động sản hiện tại thì đang đóng băng và thanh khoản không được tốt lắm, nhưng tôi tin rằng đó là khi mà kinh tế hồi phục trở lại và cái việc mà mở rộng ra những cái vùng lân cận ngoại thành Hà Nội đó là một cái xu hướng tất yếu, thì chị Mai có thể xem xét để giữ lại cái bất động sản này thành trở thành một bất động sản đầu tư. Và nếu mà có xem xét bán cái bất động sản này đi thì tôi nghĩ là khi mà chị Mai tìm một cái kênh mà sinh lời, mà mức sinh lời của nó cao hơn cái tỷ lệ tăng giá của bất động sản cộng với cả cái tỷ lệ cho thuê của chị Mai thì mình mới nên bán. Còn cái việc mà mình giữ cái bất động sản này trong trường hợp mà không ở thì chị có thể dùng nó như một cái tài sản thế chấp rất là tốt. Nếu như chị có nhu cầu mua một căn chung cư ở nội thành Hà Nội sau khi mà chị chuyển công tác về Hà Nội và cùng chồng làm việc và sinh sống ở Hà Nội, thì mình có thể sử dụng cái căn nhà này để làm tài sản thế chấp để được hưởng với cái mức lãi suất cho vay ưu đãi hơn. Và chị Mai cũng không nên lo sợ quá hay là e ngại quá về cái việc vay nợ, bởi vì với một cái gia đình trẻ và có nguồn thu nhập tốt về phía như chị Mai, và tôi tin là khi mà chị kết hôn thì cái nguồn thu nhập của mình cũng sẽ tốt hơn nữa, thì cái việc mà mình sử dụng đòn bẩy cũng là một cái việc mà mình nên xem xét để đưa vào. Để thứ nhất đấy là chị có thể sử dụng để đầu tư, cái thứ hai là vẫn trong cái khả năng chi trả cái dòng tiền của mình thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái sức khỏe tài chính, thì chị Mai cũng không nên e ngại quá về cái vấn đề này chị nhé. Đến cái điểm này thì cảm ơn những cái phân tích bạn đưa ra, thì mình cũng đã có định hướng và tự tin hơn khi mà đưa ra quyết định. Và mình nghĩ là sau cái chương trình này thì mình sẽ trao đổi thêm với người thân để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Vâng, rất là vui vì từ cái khuyến nghị của chúng tôi thì chị Mai đã tìm ra được cái định hướng để đưa ra quyết định phù hợp cho bản thân mình. Và buổi tư vấn đến đây thì tôi nghĩ cũng không còn gì có thể viên mãn hơn phải không ạ? Cảm ơn chị Mai đã dành thời gian để tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Chúc chị Mai sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn và hiệu quả và sớm hướng tới sự tự do tài chính chị Mai nhé. Xin cảm ơn Ezefin đã đưa ra cho mình cái định hướng trong chương trình ngày hôm nay. Thì chúc Ezefin ngày càng phát triển. Vâng, xin cảm ơn và tạm biệt chị Mai ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tư vấn và hoạch định tài chính cá nhân của AZFin đến đây là kết thúc. Nếu anh chị có quan tâm và cũng mong muốn được giải đáp các vấn đề về tài chính, anh chị vui lòng điền thông tin dưới phần mô tả và gửi về địa chỉ email tự do tài chính@azfin.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!